Chim đột nhiên bay vào nhà là mang đến tài lộc hay rước tai họa, xem ngay để tránh. Xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Vạn Điều Hay. Năm mới nhiều điều may mắn, Vạn Điều Hay quyết định khai quang duy nhất 50 linh phù vàng, tùy về thái tuế, khai vận, hộ thân, sức khỏe, công danh, tình duyên. Linh phù vàng đã được khai quang, đặt trong túi đỏ cầu may, kèm theo hướng dẫn sử dụng của Vạn Điều Hay. Để thỉnh linh phù vàng cho một năm mới tài lộc, may mắn, vạn sự hanh thông, quý vị vui lòng liên hệ Zalo 0362770138. Kính thưa quý vị, từ xa xưa, con người đã sử dụng rất nhiều các hình ảnh loài chim để làm chủ đề cho tranh phong thủy, tranh treo bàn thờ, để cầu mong sự bình an và may mắn. Bởi vì chim chóc nói chung là biểu tượng của sự tự do, thể hiện niềm khát khao, sức mạnh vô tận của bầu trời. Tuy nhiên, mỗi loại chim thì lại có một ý nghĩa phong thủy khác nhau. Cổ nhân xưa vẫn có câu, đất lành chim đậu. Vì thế, thông thường, khi nhìn thấy hiện tượng chim bay vào nhà, điều này được xem là điềm báo tốt lành cho gia chủ. Hầu hết mọi người đều tin rằng chim bay vào nhà báo hiệu điều thuận lợi và may mắn. Tuy nhiên, cũng có một câu nói khác là chim xa, cá nhảy, để nói về việc điềm xui rủi có thể xảy ra khi gặp các hiện tượng này, khiến mọi người cảm thấy phân vân và thắc mắc liệu rằng chim bay vào nhà rốt cuộc đó là điềm lành hay điềm dữ. Theo các nhà phong thủy tâm linh chia sẻ, việc chim bay vào nhà là điềm báo như thế nào thì còn phụ thuộc rất nhiều vào việc đó là loại chim gì, màu sắc của chúng ra sao, đến lúc mấy giờ, chúng chỉ đơn giản là bay vào nhà hay còn làm tổ trong nhà nữa thì mới có thể đưa ra nhận định chính xác được. Nếu như quý vị và các bạn đã từng bắt gặp hiện tượng này ngoài đời mà chưa biết lý giải ra sao, thì hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngay sau đây. Thứ nhất, chim bay vào nhà rồi chết. Đây là hiện tượng mà ai gặp cũng đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó ứng nghiệm với câu chim xa cá nhảy. Trường hợp chim bay vào nhà rồi chết thường được người ta liên tưởng đến việc gia đình sắp làm ăn thất bát, xui xẻo, thất thoát về mặt tiền của. Cách hóa giải được các chuyên gia phong thủy đưa ra đó là gia chủ nên tìm cách chôn cất con chim bị chết một cách tử tế, tích cực làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính, tích đức cho bản thân và con cháu thì tự nhiên sẽ hóa giải được vận số. Thứ hai, các loài chim bay vào nhà báo hiệu điểm rất xấu. Trong quan niệm của phong thủy tâm linh, có một số loài chim tượng trưng cho sự tang tóc, đau ốm, bệnh tật triền miên, nên khi thấy chúng bay vào nhà sẽ bị coi là điềm báo xấu. Điều này ngụ ý rằng các thành viên trong gia đình sắp tới có thể sẽ phải gặp những chuyện xui xẻo, không thuận lợi trong công việc, làm ăn, kinh doanh, buôn bán, hoặc gặp trục trặc trong vấn đề tình cảm, hôn nhân, gia đình. Tiêu biểu như một số loài chim, chim cú, chim ác, chim diều hâu, quạ, chim lợn, chúng bay đến nhà, đậu trên nóc nhà hoặc đậu ở phía bên ngoài, chĩa mỏ vào trong nhà, thì đó được xem là điểm xui xẻo, chết chóc. Nếu trong nhà đang có người bệnh nặng thì e rằng sẽ khó qua khỏi. Theo lý giải của các nhà phong thủy tâm linh, các loài chim trên bị ghét bỏ là do chính ác nghiệp của chúng gây ra, nên không có ai ưa thích những loại chim này. Vì ác nghiệp của chúng ở tiền kiếp và chúng phải sinh ra đọa làm những loài vật này, nên chúng đi tới đâu không phải là do bản thân chúng mang điểm xấu, mà do nó ứng với cái nghiệp của gia chủ sắp phải gánh chịu. Cho nên khi chúng bay đến nhà, tốt nhất bạn nên đuổi chúng đi ngay và hết sức thận trọng trong vấn đề sức khỏe, tai nạn đi đường. Nếu đau ốm cần tích cực tìm thầy, tìm thuốc chữa trị. Thứ ba, cách hóa giải trong trường hợp những loài chim ý nghĩa xấu đến nhà. Trong trường hợp những loại chim ý nghĩa xấu đến nhà, việc đầu tiên cần phải làm
đó là gia chủ cần phải hết sức bình tĩnh, làm nhiều việc thiện, việc tốt để tu tâm tích đức cho bản thân, tránh tuyệt đối suy nghĩ tiêu cực, hoang mang rồi gây mâu thuẫn trong gia đình. Nếu nó vô tình đi lạc vào trong nhà bạn, thì tuyệt đối không tấn công hay làm hại nó, mà hãy mở toang các cánh cửa để giúp chúng thoát ra ngoài, tránh va đập dẫn đến bị thương hoặc làm đổ vỡ các đồ đạc. Nếu con chim ấy đang bị thương, thì cũng không nên làm hại nó, mà hãy chữa trị vết thương cho nó, rồi đợi khi nào nó lành hẳn thì thả nó đi. Khi đó, không những nghiệp của bạn được hóa giải, mà còn sẽ gia tăng được phúc báo. Nếu con chim không may qua đời, thì bạn nên chôn cất nó một cách cẩn thận, cùng với một nhúm muối và ba nắm gạo. Không nên ném nó ra bãi rác hoặc nhà hàng xóm, vì điều này là điều vô cùng cấm kỵ. Việc gieo rắc ác nghiệp cho người khác là điều không tốt và sẽ gây ra phản tác dụng. Khi chôn nó, hãy thắp nhang khấn vái và tiến hành vãi muối và gạo xung quanh. Như vậy sẽ hóa giải được vận xui xẻo cho bạn. Thứ tư, trường hợp chim làm tổ trong nhà. Bên cạnh một số loài chim hung ác và đại diện cho tà ma, thì có rất nhiều những loài chim mang ý nghĩa tốt lành, là điềm báo của sự may mắn và tài lộc đến với gia chủ. Theo quan niệm của các nhà phong thủy tâm linh, các loài chim là giống quà trời ban, đại diện cho dương khí. Khi dương khí vào nhà, thì những điều may mắn, tốt lành sẽ đến. Gia chủ sẽ ngày càng làm ăn phát tài phát lộc, nhận được nhiều hơn tiền bạc, vật chất, vượng khí ngày càng hưng thịnh hơn. Do đó, khi quý vị thấy những loài chim tốt lành mà Vạn Điều Hay sắp chia sẻ ngay sau đây, thì tuyệt đối không nên làm hại hay phá tổ của chúng mà ảnh hưởng đến vận may của gia đình mình. Thứ nhất, chim sẻ. Chim sẻ là một loài chim hết sức quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Nó rất hiền hòa. Khi làm tổ trong nhà, nó thường cất tiếng hót vang. Đây là điềm lành. Gia đình sắp có quý nhân phù trợ, hóa giải mọi xui xẻo, biến nguy thành an. Chim sẻ bao giờ cũng chọn những ngôi nhà có kết cấu vững chãi, ổn định để làm tổ. Điều này cũng thông báo gián tiếp việc gia đình có tài lộc và vượng khí bền vững, có khả năng làm ăn kinh tế rất tốt, phong thủy ngôi nhà tràn đầy các năng lượng tích cực. Ngoài ra, trong tiếng Trung Quốc, tên của loài chim sẻ còn mang ý nghĩa con đàn cháu đống, nên người xưa thường mang chim sẻ về nhà nuôi để chúng làm tổ. Trong nhà có chim sẻ là điềm báo sắp có tin vui, thường sẽ có quý nhân phù trợ. Thứ hai, chim én. Chim én mang nhiều ý nghĩa tốt lành. Sự trở lại của chim én tượng trưng cho sự trở lại của mùa xuân trên mặt đất và là biểu tượng của sức sống và hy vọng. Chim én thường bay ngủ cùng nhau, sống theo cặp. Đó là biểu tượng của tình yêu không đổi thay. Do đó, trong phong thủy tâm linh, chim én đại diện cho phúc khí và tài lộc. Tuy nhiên, quý vị tuyệt đối không nên làm ảnh hưởng đến không gian sống của chim én, vì việc làm này sẽ làm cho chim én đang xây tổ mà bỏ dở bỏ đi. Đây sẽ là điềm xấu, báo hiệu chuyện chẳng lành. Vì vậy, người xưa còn cho rằng phải cẩn thận củi lửa nếu như thấy tổ én bị phá hoặc bị rơi trong nhà. Đặc tính làm tổ của chim én thường chọn những vùng đất an toàn, nhiều dương khí, yên tĩnh để không bị quấy rầy. Nên thời xưa, chim én thường chọn làm tổ ở những nhà có điều kiện về kinh tế, có mái hiên cao, kín cổng cao tường, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nên ít xảy ra cãi vã, phù hợp với đặc tính thích yên tĩnh của chim én. Do đó, chim én làm tổ trong nhà chính là biểu tượng của vượng khí và tốt lành. Gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, của cải và cả về sức khỏe. Thứ ba, chim sáo. Theo các nhà phong thủy tâm linh, chim sáo là một loài vật có hệ giác quan vô cùng nhạy bén. Chúng có khả năng cảm nhận được môi trường xung quanh rất nhanh và chính xác. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất về âm thanh, nhiệt độ, ánh sáng hay cả từ trường của trái đất. Do đó, nó rất giỏi trong việc biết đâu là nơi an toàn,
phù hợp để chúng sinh sống và kiếm ăn, nuôi dưỡng gia đình. Thông thường, chim sáo chỉ làm tổ ở nơi mà chúng cảm thấy an tâm, có trường năng lượng tốt, vượng khí đủ đầy. Do đó, việc chim sáo đến làm tổ trong nhà là một chuyện cực kỳ may mắn và tốt đẹp cho gia chủ. Điều này báo hiệu quanh nhà bạn đang tồn tại những nguồn năng lượng hạnh phúc, ấm áp. Điều đó thu hút những điều tốt đẹp đến ngày một nhiều hơn. Ngoài ra, chim sáo thân thiện và có giọng hót trong trẻo, sống bầy đàn ở các vùng thôn quê. Chim sáo thường rất mất nhiều công để tìm kiếm nơi xây tổ, nên nơi nào chim sáo chọn làm tổ thường sẽ là điềm báo tốt và mang lại những điều tích cực. Thứ tư, chim chích chòe. Chim chích chòe được xem là biểu tượng của hạnh phúc. Theo truyền thuyết, hàng năm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch sẽ có nhiều chim chích chòe bay lượn trên bầu trời, tạo nên một cầu nối cho ngưu lang và chức nữ gặp nhau. Ngoài ra, chim chích chòe cũng được cho là động vật có tâm linh. Nếu chim chích chòe đến và hót trong nhà, điều đó được xem là điềm báo tốt, báo hiệu cho gia đình sắp có tin vui. Thứ năm, chim bồ câu. Không riêng gì trong phong thủy tâm linh, mà ở nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới, chim bồ câu là con vật đại diện cho sự trong trắng, thanh khiết và tình yêu cao cả của con người. Vì vậy, nếu quý vị để ý, sẽ thấy rằng hình ảnh chim bồ câu dùng để trang trí phòng tân hôn với mong muốn chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm, sống hạnh phúc với nhau đến lúc đầu bạc răng long. Do đó, chim bồ câu bay vào nhà chắc chắn là điềm báo tốt đẹp đối với gia chủ. Theo ghi chép của sách Tử Vi, bồ câu là loài chim quý, rất linh thiêng. Nó có khả năng xua đuổi tà ma và các loại âm khí, nên khi chúng bay vào nhà, được xem là điềm báo xóa tan đi những điều xui xẻo đang đeo bám lấy bạn. Gia chủ sắp có một cuộc sống giàu sang, thịnh vượng. Nếu như chim bồ câu bay vào nhà theo cặp, thì đây sẽ là điềm báo mang đến tin vui và hỷ sự trong tương lai. Trường hợp chim bồ câu vào nhà làm tổ là điều đại cát, đại lợi cho gia đình. Cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều niềm vui, sự bình yên và hạnh phúc sẽ đến. Thứ sáu, chim họa mi. Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, chim họa mi là một trong những loại chim quý. Chúng luôn luôn xuất hiện trong những chiếc lồng son được đặt ở các lăng tẩm, cung đình của các vị vua chúa. Chỉ có giới thượng lưu, quý tộc mới đủ khả năng để chơi chim họa mi. Đồng thời, họa mi còn là một loài chim có giọng hót trong trẻo, ngọt ngào và dễ chịu. Do đó, chim họa mi bay vào nhà hót vang cũng sẽ mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho gia chủ. Trong thời gian tới, gia chủ sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc và may mắn, chuyện tình cảm cũng sẽ tốt hơn. Sắp tới, gia chủ sắp đón một quý nhân tới nhà. Họ có thể là người sẽ giúp mang đến cho gia chủ những cơ hội làm ăn mới, hứa hẹn gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Thứ bảy, chim khách bay vào nhà. Người xưa cho rằng chim khách là loài chim mang lại tin vui cho gia chủ vì nó có khả năng dự đoán chính xác một cách thần kỳ những chuyện sắp xảy ra. Chim khách là loài chim ưa ánh sáng, không thích những nơi tối tăm, ẩm ướt, chỉ kêu lên khi trời tạnh ráo, nên nó được gọi với tên gọi khác là dương điểu, có nghĩa là chim của mặt trời. Điều thú vị ở đây là chim khách có thể nhận biết phương vị của sao Thái Tuế bởi lối làm tổ của nó luôn hướng về phía chòm sao này và thay đổi theo hướng đi của sao. Chim khách còn nhận biết được gió. Nếu như năm nào có nhiều gió, nó sẽ làm tổ ở chỗ cành cây tương đối thấp để tránh gió. Nếu sáng sớm trong nhà có chim khách líu lo, chắc chắn thời gian tới gia đình sẽ nhận được nhiều tin vui, tiền bạc sung túc đủ đầy. Trên đây, và điều hay đã gửi đến quý vị và các bạn, chim đột nhiên bay vào nhà mang đến tài lộc hay rước họa. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.